Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm nữa. Những cơn mưa nhỏ vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở toàn miền Bắc. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ giảm xuống chỉ còn 12 đến 13 độ. Còn ở các tỉnh Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 13 cho đến 14 độ. Sang ngày mai, trong khi những cơn mưa nhỏ vẫn kéo dài, gió đông bắc tiếp tục mang hơi rét xuống. Mức nhiệt ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng với biên độ rất chậm. Cao nhất trong ngày mai ở khu vực các tỉnh vùng núi như Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn, nhiệt độ chỉ từ 15 đến 16 độ. Còn ở khu vực đồng bằng, nhiệt độ là từ 16 đến 17 độ. Ngày hôm nay, không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng tới khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng xuống đến Quảng Trị, khiến cho suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Bắc Quảng Trị làm cho trời nhiều mây. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có mưa rải rác. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở Thanh Hóa giảm xuống còn 16 độ. Trong khi đó, Nghệ An đến Quảng Trị mức nhiệt giảm xuống còn 17 đến 18 độ. Sang ngày mai, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống khiến nền nhiệt Trung Bộ đều giảm. Cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh giảm xuống còn 20 đến 23 độ. Quảng Bình, Quảng Trị nhiệt độ giảm xuống còn 24 đến 25 độ. Đối với Nam Bộ và Tây Nguyên, dù không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng do trời ít mây nên mức nhiệt đêm ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì ngưỡng thấp. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ đêm nay vẫn chỉ từ 12 đến 15 độ, còn ở khu vực Nam Bộ, nền nhiệt ở miền Đông vẫn chỉ từ 18 cho đến 20 độ, còn ở miền Tây có mức nhiệt là từ 21 đến 23 độ. Sang ngày mai, trời ít mây nên sẽ có nắng sớm, nền nhiệt cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, trong khi đó tại Nam Bộ có mức nhiệt là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây, khu vực huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực phía bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 5 và sóng biển cao từ 2 m đến 2m50, biển động. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.